xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả bài thơ Lò Thiêu Lịch Sử Thần Tiên của tác giả nhà thơ Đỗ Công Thành, được kính gửi tới toàn thể quý vị qua giọng đọc của nghệ sĩ Phạm Tuyên. Kính chúc quý vị ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Lò Thiêu Lịch Sử Thần Tiên sẽ được ghi chép vào thiên sử vàng. Biết bao thắng lợi huy hoàng mà Lò Thiêu đã mang về cho dân. Thiêu hàng vạn giặc nội xâm, toàn đồ vô lại bất nhân trên đời. Qua nhiều quan chức đương thời và bao nhiêu kẻ đã rời về hưu. Cho dù quỹ kế đa mưu, tưởng rằng hạ cánh nghỉ hưu an toàn, đã bao lần cháu đặt bút làm thơ, viết nắn nót từng lời thơ về bác. Tuổi 78 bác là tổng bí thư, sống hết mình vì dân tộc Việt Nam. Nhiều kẻ xấu cho rằng bác tham lam, tuổi đã cao sao không nhường người khác. Họ đâu biết triệu triệu người bầu bác, bác làm sao thoái thác được lòng dân. Với nhân dân bác thật sự ân cần, với công việc bác lấy dân làm gốc. Với tham nhũng bác đốt lò thần tốc, với kẻ thù biết lùi tới cường nhu. Với gia đình lấy hạnh phúc làm vui, với con cái chẳng đòi thắng quan chức. Với gia tài một mái nhà yêu thích, với phố phường bác gần gũi yêu thương. Bác làm việc vì đất nước quê hương, không mờ đường đưa con lên thần tốc. Hai con bác là công nhân viên chức, sống chan hòa hưởng lương mức bình dân. Bác không mua không xí đất mộ phần, không câu nệ không ân nhân tiền bạc, nên bác dám chấm lừa lò đốt rác, đưa củi vào lò dù bạn bác hay ai. Có nhiều lúc bác nước mắt ngắn dài, bởi củi tươi là quán to tương giỏi. Biết làm sao có công nhưng mắc lỗi, đau một lần còn hơn hối ngàn năm. Thương bác nhiều vì tuổi đã cao, với tuổi đó cần an nhàn ngơi nghỉ. Nhưng với bác vẫn đang là nguyên thủ, đất nước cần bác chưa thể nghỉ hưu. Cháu mong sao sức khỏe bác hơn nhiều, đưa đất nước lên một tầm cao mới, thỏa nỗi niềm triệu người dân mong đợi, xứng danh là hào kiệt nước Việt Nam. Ơ kìa bác tổng bí thư, trọng trách chủ tịch lại như dân thường. Mặc đồ giản dị dễ thương, nụ cười tỏa sáng con đường bác đi. Túi mang nặng trĩu những gì, hẳn là tài liệu bác ghi rõ ràng. Từng tên vô lại quan tham, từ trên tổng bộ đến hàng dưới cơ, bác đang mưu tính nước cờ, làm sao thâu tóm bất ngờ mới siêu. Đưa lò phóng hỏa thật nhiều, đại dịch tham nhũng như diều đứt dây, cháy lên ngùn ngụt mỗi ngày, lửa lương tâm sáng làm say lòng người. Lửa công lý tỏa muôn nơi, như vầng dương chiếu rực trời nước Nam. Lò nung lửa cháy ngút ngàn, củi tươi củi ướt giá than thỏa lòng. Bác như người lính anh hùng, tả súng hiếu đột săn lùng quan tham, diệt loài sâu bò xôi lăng, lòng dân phân khởi vững vàng niềm tin. Tấm gương giản dị chân thành, khiêm tốn mẫu mực, thánh danh sang ngời, dựng xây đất nước đẹp tươi, lò nung vĩ đại diệt sới giặc thù. Muốn cho nước mạnh dân giàu, phải tìm cách diệt mọt xấu hàng đầu. Nhọt ông cắt dấu chịu đau, nhưng là cách chữa để máu phục hồi. Dưới cờ bác đã thề rồi, làm người lãnh đạo trọn đời vì dân. Thanh liêm chính trực nghĩa nhân, đốt lò dấu khó việc cần làm ngay. Ai làm sai chi thẳng tay, thả mô tham nhũng tội này không tha. Không vùng cấm
khó lọt qua. Chức to chức nhỏ lôi ra xử liệt. Sử từ mua chức cậy quyền, sử từ chiếm đất rút tiền quy công, sử từ kế khống chi ngông, lò hồng bác đốt yên lọc muôn dân. Nội sấm giờ đã bất giật, nước nhà kinh tế thêm phần vươn xa. Bác đưa đất nước vượt qua thời kỳ khủng hoảng để mặt đi lên. Vinh danh lịch sử lưu tên, sĩ phu nhóm lửa đốt lên lò hồng. Trong chèo giữ vững non sông, tuổi cáo bác vẫn hết lòng vì dân. Quan tâm gần gũi ân cần, lấy dân làm gốc nghĩa nhân hàng đầu. Thiêng liêng dinh dự bền lâu, phủ vấn chức tước rồi sáu cung tản. Dân mong bác tổng bình an, rồi giao sức khỏe ngập tràn niềm vui. Yêu sau ánh mắt nụ cười, dân tin dân quý hết lời ngợi ca.